Rồi, chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh mua bán của Trúc Mô Tô. Trúc Mô Tô số điện thoại 0768447735. Bên em là một kênh chuyên mua và bán những dòng xe mô tô phân khối lớn và mô tô phân khối nhỏ đã qua sử dụng. Đặc biệt là bên em bán những dòng xe có giấy tờ chính chủ sang tên. Còn những xe không chính chủ, không sang tên, bên em không có mua bán, không có giao dịch anh em ha. Anh em theo dõi em lâu thì chắc biết rồi, hết rồi ha. Còn em chỉ nói sơ qua cho mấy anh mới vừa biết tới kênh của em ha. Kênh của em bán có hỗ trợ vận chuyển ship xe toàn quốc từ Nam tới Bắc nha anh em nha. Và giấy tờ thì bên em bao, rút hồ sơ sang tên hết. Hầu như chiếc nào cũng vậy nha anh em nha. Rồi anh em yêu thích con xe nào, xem thích con xe nào thì cứ kết bạn Zalo em qua số điện thoại 0768447735. Em sẽ tư vấn và gửi hình chi tiết. Anh em nào thắc mắc cái gì thì cứ kết bạn Zalo giúp em ha. Rồi, quay lại chủ đề chính ngày hôm nay, em muốn review giới thiệu với tất cả mọi người một con xe rất là hot nha anh em nha. Xe này phải gọi là độc và lạ và rất là đẹp trong phân khúc 150. Anh em nhìn cái mẫu mã con xe này thì chắc không nghĩ 150 đúng không? Nhưng mà thực chất em nói là 150 phân khối nha anh em nha. Không cần sử dụng bằng lái A2, vẫn sử dụng bằng A1 bình thường anh em ơi. Đó là điều rất đặc biệt của cái dòng xe này ha anh em ha. Bởi vậy nó độc đáo, đặc biệt rất là nhiều thứ. Để xí nữa em sẽ giới thiệu chi tiết thêm về em nó ha. Em nó được sản xuất vào năm 2021. Mới chỉ xài lướt thôi, siêu xài lướt luôn. Chỉ có 200 cây, trăm mấy 200 cây gì đấy. Em nhớ là 190 mấy á. Nói chung là cho nó tròn 200 đây ha anh em ha. 200 cây thì y như là chưa hết Garuda anh em ơi. Con xe này là anh chủ mua về chỉ yếu trùm mền thôi, không có đi volume bao nhiêu hết anh em ơi. Và anh mua qua Mỹ là anh bán nha anh em nha. Sắp qua Mỹ rồi cho nên anh bán thôi. Thì đây em ngày hôm nay em rất là may mắn được sở hữu, được anh đó anh chia lại cho một con xe này. Em tranh thủ em quay clip giới thiệu với tất cả mọi người đam mê dòng mô tô, xem qua em này nó có thích hợp với mọi người không ha. Em nghĩ là chắc là rất là thích hợp với các anh nhiều đây. Tại vì nó không có dướng cái bằng A2 á, cho nên nhiều anh ảnh sẽ lựa chọn những cái dòng xe như thế này ha anh em ha. Anh em nào mà ngại thì bằng A2 hay là chưa có bằng, hay là phân khối lớn quá không thích, thì thích những con xe này thì nó rất là hợp với tất cả mọi người ha. Nó vừa túi tiền nè, vừa không sử dụng bằng A2 mà mang cái vóc dáng một con mẫu xe rất là đẹp luôn. Vóc dáng con xe này nhìn không khác gì những con 400-250 hết anh em ơi. Rất là đẹp luôn. Mẫu này thì nó giống, rất là giống Honda Phantom nè, giống Mazda 250 nè, giống Phantom 750 nè. Nói chung rất là đẹp luôn anh em ơi. Rất là đẹp. Động cơ 2 máy V nha anh em nha. Đấy. Rồi em sẽ đi chi tiết vào con xe này. Giấy tờ thì chuẩn chỉ anh em ha, đăng ký 2021, mới lăn bánh có 190 mấy cây km thôi anh em. Mới len can như xe thùng anh em ơi, không có gì để tả ha. Giấy tờ thì chuẩn chỉ, hải quan chính ngạch, mua bán sang tên em bao, rút gốc sang tên hết nha anh em nha. Biển số Sài Gòn luôn rồi. Em này là Super Hardlay KBR 150, phân khối sử dụng động cơ máy V. Đời mới nhất hiện tại luôn anh em ơi. Trong cái dòng Cruiser thì dòng này là mang trên mình một công nghệ hiện đại lắm anh em. Để xíu em kể chi tiết ha. Sử dụng máy V nè anh em, máy hình chữ V nha. Công nghệ phun xăng F1 hay được gọi là FI. Anh em hay được gọi là FI phun xăng điện tử đó anh. Hai máy, hai bô, hai ống xả riêng biệt, và hai ống xả này được kết nối hình hầu như là dính với nhau anh em, nhìn rất là đẹp, rất là thẩm mỹ luôn anh em. Hai cổ bô, hai máy, hai bô riêng biệt anh em ha. Nhưng mà xuống tới đoạn này, đoạn cua này anh em thấy, để ha, xuống đoạn cua là nó sẽ có một miếng đấy, một miếng gì đó nó kết nối hai cái bô lại, rất là đẹp luôn anh em ơi. Đó, bô trước thì inox mạ chrome sáng bóng anh em, còn bô sau là bằng nhôm, tản nhiệt rất là tốt anh em chạy khoảng 10 cây số mà rời vô cái bô. Em đi hồi nãy giờ cũng khoảng 6-7 cây nè, rời vô cái bô bình thường không nóng anh em, tản nhiệt rất tốt anh em ha. Bô bằng nhôm. Yên da bò màu nâu, đời mới nhất nha anh em nha. Động cơ thì FI phun xăng điện tử đời mới nhất rồi. Xe thì phun vàng led điện anh em, phun vàng đèn led hết,
từ xi nhanh tới đèn chính, đèn hậu đều là led bi hết cho anh em. Đây, xi nhanh led hết nha anh em nha. Đây, cái cho đèn trước rất là đẹp luôn anh em. Anh em thấy mẫu đời mới nhìn rất là đẹp luôn. Tất cả đồ là mã serum hết anh em, rất là sáng, soi gương được hết nha. Mọi chi tiết trên xe đều soi gương được hết, còn rất là mới. Đó, đèn bi led hết nha anh em nha, một cầu chính nè và những cái bóng nhỏ xung quanh và một cái đèn demi vẫn cũng là bóng led luôn, led hết tất đồng tất tần tật. Không có một cái bóng halogen nào trên chiếc xe này anh em ha. Không có một cái bóng phổ thông như mấy con xe mô tô đời thấp. Đời này là nó full led hết, led toàn bộ luôn. Động cơ máy V, đó, anh em thấy chiếc xe 150 nào mà không sử dụng bằng A2 mà được chạy máy V không? Rất là ít, rất là hiếm. Con này thì chìa khóa thì còn nguyên cặp. Đây, đây là cái chìa phụ anh em, chứ không phải chìa chính nha. Chìa phụ mà đẹp cửa này đấy. Và còn một cái chìa chính nữa nè, em có nãy em có mang theo đây ha. Em lấy cho anh xem ha. Đây, chìa chính nó đây ha. Đấy. Thì nguyên cặp. Còn cái chìa này, hai chìa này là chìa mở xăng. Đó, riêng. Còn này là chìa chính nè. Đấy, nó như cái remote nha anh em. Đó, bấm là nó ra thôi ha. Đấy. Và anh em ấn nó vào thôi ha, còn một cặp luôn. Đấy, còn chìa đây chìa phụ nè. Chìa đây chìa chính ha. Mình xài chìa phụ thôi, chìa chính cắt. Đó, con xe thì không có gì để tả hết anh em. 50 can à. Thì chủ yếu giới thiệu công nghệ cho mấy anh xem thôi. Đồng hồ là đồng hồ điện tử hết nha, tích hợp qua một cái đồng hồ này thôi. Không có những cái đồng hồ nào gắn mà trên bình xăng hay gì hết như những xe mẫu xe thông thường mà anh hay xem ha. Động cơ máy V này rất đặc biệt nè, bộ máy rất là hầm hố luôn anh em ơi. Anh em thấy bộ máy không? Rất chất lượng, rất là đẹp. Đây, như xe thùng anh em ơi, đẹp lắm. Đây, biển số 59C410926, biển số quận 7 anh em ha. Số quận 7, Phú Mỹ Hưng anh em ha. Đây, đuôi của nó thì vuốt theo kiểu như Phantom 750. Sao đâu, Phantom 750 anh em, y chang luôn, rất là đẹp. Đèn sau là led hết anh em. Đèn hậu, đèn sau gì led hết. Đây. Tất cả đèn xi nhanh đều là full led hết. Da yên rất là đẹp luôn nè anh em thấy không? Đây. Những heo dầu đĩa hay là phuộc. Vỏ lớp thì khỏi phải bàn rồi, còn chỉ xanh nè anh em thấy không? Thì chỉ có mấy trăm cây thôi mấy anh ơi. Em mua là 190, em chạy về đây khoảng mấy cây nữa. Thì nói chung là nó tròn 200 đi cho nó dễ anh em ha. Nhiều khi mình lấy xe mình đi đẹp quá, lấy mình chạy cà phê cà pháo rồi nó lên 200 không chừng. Còn xe này thì anh em khỏi phải bàn gì cái chất xe nha, nói cặp bô rất là đẹp luôn. Xe này nó trang bị nhiều cái phụ kiện như xe nhìn rất đã anh em ơi. Lạ mắt đẹp lắm. Cặp bô đẹp, cặp bô này. Đấy, bộ máy nè. Nước sơn nè. Như xe thùng anh em ơi, đèn là đèn ưu tiên nè, như xe hơi anh em. Em ấn vào thì nó sẽ sáng cặp bốn cặp đèn xi nhanh á. Khi mình đậu đường á, mình bấm nút đó ha. Đậu vào lề thì mình bấm nút đó lên. Y như ô tô vậy anh em. Đây, để chụp heo dầu trước nè anh em, rất là đẹp luôn. Em xem cái cục máy nè, mới tinh thôi anh em ơi. Như gương vậy đó mấy anh ơi. Đó, cái này ở ngoài nắng nó chói mắt lắm anh ơi. Nhìn nhức mắt luôn anh em. Đẹp lắm anh. Đèn xe cũng rất là hiện đại nha anh em nha. Đèn trước nè, đèn chính nè, rất là hiện đại luôn. Chủ yếu giới thiệu mấy cái công nghệ trên xe thôi. Còn xe thì nó mới len keng khỏi cái thằng ha anh em ha. Mâm thì mâm cây. Đó, bỏ trước đây ha. Còn chỉ còn gai hết. Rất là đẹp. Rồi, bây giờ em sẽ test mấy cái này là nút đá đèn nè anh em. Đó. Bên kia là nút dạng như mình ngừng thăng cấp, mình ngừng dậu như, dạng như hết xăng hay là giảm đinh, hay là xe bị trục chặt, hay là mình cần tấp vào lề gấp để mình nghe điện thoại thì mình bấm nút này ha. Đây, em test luôn cho mấy anh xem nè. Đó, mình sẽ nhấn nút này vô. Đó, nó sẽ bốn cái đèn xi nhanh nó sẽ sáng nè anh em. Đấy. Em nói thì mấy anh chắc hiểu ý em ha. Đấy. Đó, nó sẽ sáng hết bốn đèn từ trước tới sau ha, và anh em bấm vào một cái là nó tắt. Còn cái này là cái nút bắt sinh nha anh em nha, nút bắt sinh. Đấy,
đó nè, anh em thấy không, lúc đá đèn á là khi mình chạy, mình muốn đang chạy mà mình muốn rẽ hướng á, thì mình nhá cái đèn này, người ta biết ha. Đây đồng hồ nó đây anh em, đây là kim đo dòng tua máy ngoài, đây là dòng tua máy trong này, nó có ba báo nè anh em, 193 km nha. Đây là báo xăng, đây là báo km quãng đường nữa đi á, này là báo km mình đi nè, tốc độ nè, báo số nằm dưới này, hiện tại đang mo nha, nhắn số 1 nó sẽ về số 1 nè anh em. À xe này nổ máy mới vào số được anh em đề máy luôn ha. Rồi em sẽ bóp cơm và em vô số cho anh xem ha. Đây số 1 ha. Số 2 nè. Nói chung là nó báo số ở chỗ đó nha anh em nha. Đó mình về mo nhẹ nhàng lắm. Đấy. Em quay hình giữ sử dụng một tay nó hơi khó. Đó dưới này là báo số, này là báo dòng tua máy trong, máy đồng hồ trong đó, mình lên nó sẽ lên. Đó anh em để ý cái này nha. Đó cái dòng tua máy nè. Đây là dòng ra ngoài, đây là báo giờ anh em ha, cái này là báo bình. Đấy, nó nói chung là nó tích hợp hết ở trong cái đồng hồ điện tử này nha anh em nha. Này xi nhan bên này, đấy xi nhan bên này, đấy xăng nè, chớp rồi nè anh em, nó sẽ báo nè, đấy nó báo vàng. Khi mà nó không báo thì nó không chớp, và cái này nó không báo thì xăng còn đầy nha anh em. Đó, rất là tiện lợi luôn anh em, báo bình luôn, bình mình sắp hết hay là gần hết mình sẽ thay bình mới, hoặc là sạc bình không sợ dắt bộ nha anh em nha. Đó, nhiều khi những chiếc xe nó đâu có cái đo bình đâu, cho nên mình không biết cái bình nó còn nhiều hay còn ít, nhiều khi đi xa nó hết điện hết bình cái là bất tiện lắm anh em. Xe này là trang bị tích hợp hết, xe đời mới mà anh em. Đó này, đó, cái này nữa là báo đèn trước nè anh em, cúp pha. Đó, cúp thì nó sẽ không sáng, còn pha nó sẽ sáng nha anh em nha. Đấy. Là nút nhắc máy khẩn cấp, này là nút càng trước, nút đề, nút còi, rồi xi nhan, đây xi nhan nút này ha, này cốp pha, này bắt xin kia xin đường, rồi công nghệ thì khỏi phải bàn anh em ạ, FI nha anh em nha, dòng xe FI phun xăng điện tử, hai máy V2, hai máy riêng biệt nha, hai bu ri bên này một cái bu ri, bên kia một cái bu ri, máy móc thì khỏi phải bàn. Con
nhưng con này là 2021 luôn anh em. Đó, đập thùng gần 3 năm mà trùm bền không đi, bây giờ đi nước ngoài bán à. Nói chung người giàu thích thật lắm anh ha. Rồi, máy móc thì khỏi phải bàn. Mới có 200 cây. Đấy, 200 cây số thôi. Thì anh em biết cái chất lượng như thế nào rồi. Xe cực kỳ đẹp. Đó. Không có điểm trừ. Bỏ lớp mới tin. Rồi, anh em mua con này thì alo em qua số điện thoại 0768 447735 nha. Số này em có dùng Zalo. Anh em mà muốn kết bạn Zalo thì kết bạn giúp em á. Xe đẹp lắm anh ơi. Diễn mưa. Rồi em xin phép dừng video tại đây ha. Chúc anh sức khỏe. Rồi hẹn mai anh trong những video clip tiếp theo ha. Bye bye và hẹn gặp lại mọi người.